17-17 tháng 1 năm 2016, tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân đứng xếp hàng dài chen chúc để mua vé xe Tết đi các tỉnh miền Trung. Theo ghi nhận của phóng viên, mới 7 giờ sáng, hàng trăm người dân đã tập trung xếp hàng chờ lấy số thứ tự. Trong buổi sáng, 600 số thứ tự đã được phát ra. Càng về trưa, lượng người đổ đến mua vé càng đông, khiến nhân viên phải liên tục thông báo số vé phát ra trong buổi sáng đã đủ. Đầu giờ chiều, công ty sẽ tiếp tục phát số để hành khách mua vé. Mặc dù số thứ tự được phát ra là 600, nhưng lượng người có nhu cầu mua vé đã vượt rất xa. Rất nhiều người đã đến muộn đành phải ra về vì công ty không phát thêm số. Trong khi đó, ở quầy lấy vé, hàng trăm người dân chen chúc nhau chờ đến lượt. Theo quy định, mỗi số thứ tự hành khách chỉ được mua tối đa 4 vé. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lượng người đến công ty mua vé vẫn tiếp tục tăng. Nhiều người phải ra nhà xe ngồi vật vờ, chờ người thân vào mua vé. Trước đó vào 7 giờ ngày 15 tháng 1 đến hết ngày 17 tháng 1, nhà xe Phương Trang đã bán vé qua mạng dành cho hành khách đi các tuyến về Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế. Cho các ngày từ mùng 4 tháng 2 đến mùng 7 tháng 2, tức từ ngày 26 đến ngày 29 âm lịch. Ngay trong ngày đầu bán vé qua mạng dành cho tuyến này, rất nhiều hành khách đã không thể truy cập vào trang web của nhà xe để đặt vé. Được biết, hiện tại chỉ có nhà xe Phương Trang mở cửa bán vé, các nhà xe khác như Thành Bưởi, Mai Linh sẽ bắt đầu bán từ ngày 19 tháng 1 năm 2016.